những thức ăn, vị thuốc trong dinh dưỡng hiện đại. Khi bị cảm, có thể ăn canh gà giải cảm, nếu bị say sóng hay say tàu xe, chỉ cần nhai lát gừng là đỡ hẳn. Đôi khi, những kinh nghiệm và mẹo vặt trong văn hóa ẩm thực cũng có tác dụng chữa bệnh. Một số loại thức ăn chữa bệnh một, Canh gà Canh gà có tác dụng ức chế hoặc giảm tính di động của bạch cầu trung tính có chức năng bảo vệ cơ thể chống nhiễm trùng. Canh gà còn có tác dụng cải thiện khả năng bù nước và tình trạng dinh dưỡng của cơ thể đem lại cho người ăn sự thoải mái về tâm lý và thể chất khi đang bệnh. 2. Nước cam vắt và chuối. Nước cam vắt cung cấp cả kali và canxi nên có tác dụng hạ huyết áp. Nếu là sản phẩm công nghiệp, nên chọn loại nước cam vắt có tăng cường canxi. Chuối cũng đem lại rất nhiều kali. Vì vậy những ai có huyết áp hơi cao nên ăn mỗi ngày một quả cam hoặc chuối. 3. Nho đỏ hay tím sẫm. Có tác dụng bổ tim và sát trùng đường tiểu. Việc uống một ly nước ép nho đỏ hay tím sẫm nguyên chất mỗi ngày sẽ rất tốt cho chức năng tim. Nước ép nho đỏ vừa ảnh hưởng trực tiếp lên phản ứng đông máu vừa làm tăng nồng độ các chất kháng oxy hóa và làm giảm các gốc tự do trong hệ tim mạch. So với nước ép bưởi, cam, cà chua và táo, nước ép nho đỏ có hoạt tính kháng oxy hóa mạnh gấp 3 lần. 4. Nam Việt quất Nam Việt quất có hình dáng khá to, gần giống với quả cà chua bi nhưng nhỏ hơn. Lúc đầu, chúng khoác lớp vỏ màu trắng, sau thì chuyển dần sang đỏ thẫm khi chín hẳn. Quả nam việt quất khi chín sẽ mọng nước, có vị chua lẫn ngọt nhưng thường vị chua sẽ gắt và lấn át vị ngọt hơn. Cứ trong 100g nam việt quất sẽ chứa khoảng 46 kilocalo, 12,2g carbohydrate, 4,6g chất xơ cùng nhiều khoáng chất quan trọng khác như protein, folat, các loại vitamin A, B1, B2, B3, B6, C, E, K, kali canxi, đồng, sắt, magie, manga, phospho, kém. Đặc biệt, chúng còn được tạo thành từ 90% nước nên sẽ giữ cho cơ thể luôn được đủ nước. Đồng thời, giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, chống táo bón, tốt cho đường tiêu hóa, điều trị các vấn đề về răng miệng, lợi tiểu, ngăn ngừa phù nề, loét dạ dày, chống viêm, bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do. Hơn nữa, vào năm 2007 các nhà khoa học ở Đại học Cornell Mỹ cho rằng loại nam việt quất sở hữu chất chống oxy hóa tích cực nhất so với bất kỳ loại hoa quả tươi nào. Bởi hàm lượng anthocyanin cao một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất. Nam việt quất được bày bán trên thị trường phổ biến nhất là dưới dạng nước uống nguyên chất hoặc giấy khô. Lượng còn lại thì đem phơi khô để dùng cho ngành mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. 5. Việt quất. Việt quất có màu tím như sim, tốt cho những ai bị nổi gân tĩnh mạch xanh dưới da. Việc quất tốt cho hệ tuần hoàn vì chứa các chất flavonoid. Đó là những hoạt chất giúp cho thành tĩnh mạch thêm vững chắc và các mao quản bớt dạn nớt. Việc quất cũng sở hữu nguồn dưỡng chất nhất định cũng như khả năng hỗ trợ điều trị bệnh nhưng lại thấp hơn nam việc quất. Thành phần chủ yếu của chúng là 84% nước, 14% carbon hydrate cùng nhiều khoáng chất thiết yếu khác như caroten, anthocyanin, vitamin A, C, K, kali, natri, canxi, magie, phosphor, sắt. Đặc biệt, lượng calo trong loại quả này thì rất thấp. Do đó, việt quất có thể hạn chế nhiễm trùng đường tiết niệu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm viêm, làm chậm quá trình giảm thị lực, giảm mỡ bụng, tốt cho da tóc, ngăn ngừa táo bón, cải thiện hệ tiêu hóa. Đặc biệt, loại quả này có khả năng cải thiện trí nhớ khá hiệu quả. Theo một nghiên cứu khoảng 3 tháng của Đại học Cincinnati, Mỹ, người lớn tuổi có thể cải thiện trí nhớ nếu dùng nước ép việt quất mỗi ngày. Họ cho rằng việc này có được là nhiều chất chống oxy hóa cùng anthocyanin hợp chất chống viêm được tìm thấy trong loại quả này. Việc quất thường bày bán trên thị trường dưới dạng trái cây tươi đóng hộp hoặc làm nguyên liệu chủ yếu cho thực phẩm khác như bánh, sữa chua, mứt. Ngoài ra, chúng cũng hiện diện trong bảng thành phần của ngành mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. 6. Tác dụng của rau cần ta với sức khỏe Chống viêm gan Cần ta có các hoạt chất với khả năng ức chế sự nhân lên của virus viêm gan B nên rất tiềm năng trong điều trị bệnh lý này. Hạ đường huyết Với khả năng thúc đẩy giải phóng insulin ở các tế bào B đảo tụy lăng dơ han, rau cần ta giúp làm hạ đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường. Chống ung thư Rau cần ta có hoạt chất chống oxy hóa và tính chống độc nên có thể ức chế kích hoạt chất gây ra ung thư. Kháng viêm Isohametin trong cây rau cần ta có tác dụng ức chế giải phóng các loại chất gây viêm. Tăng cường miễn dịch, flavonoid chiết xuất từ rau cần ta có thể hỗ trợ miễn dịch tế bào, miễn dịch dịch thể và miễn dịch không đặc hiệu ở chuột thí nghiệm bị suy si giảm miễn dịch do hydrocortisone gây ra. Khả năng tăng cường hỗ trợ miễn dịch này của rau cần được chứng minh thông qua cơ chế thúc đẩy sự tăng sinh của tế bào lymphote. Giảm ho. Chất P, Pinen của rau cần có tác dụng làm loãng đờm, giảm ho, kháng nấm và kháng viêm. Các nhóm thực phẩm, thức ăn bổ phổi. Theo khuyến cáo của chuyên gia bạn có thể bổ sung nhóm các thực phẩm, thức ăn dưới đây trong khẩu phần ăn hàng ngày nếu muốn cải thiện sức khỏe cho phổi, gồm có một, Các loại rau cải Thức ăn bổ phổi được chế biến từ nhóm các loại rau thuộc họ cải như cải bắp, súp lơ xanh, cải xoăn là một trong những lựa chọn đầu tiên mà bạn có thể tham khảo. Nguyên nhân chính là trong nhóm thực phẩm này có chứa nhiều dưỡng chất như canxi, kali, sắt, vitamin với tác dụng chống và giảm tình trạng viêm, chống oxy hóa. Điều này vừa giúp sức khỏe phổi được cải thiện, vừa giúp phòng ngừa các bệnh về tim mạch, tăng thị lực. 2. Nhóm các thực phẩm giàu vitamin C Thức ăn bổ phổi tiếp theo mà bạn nên sử dụng chính là các loại thực phẩm chứa hàm lượng cao vitamin C như hoa quả có múi, cam, quýt, bưởi, ớt chuông, đu đủ, khoai tây, ngùi tây, dứa. Khi được cung cấp cho cơ thể, vitamin C không chỉ có tác dụng tăng sức đề kháng mà còn đóng vai trò làm giảm các phản ứng viêm giúp phổi lưu thông oxy, đẩy lùi sự hình thành của các tế bào ung thư tại phổi, đặc biệt là khả năng bảo vệ phổi khỏi các cơn co thắt phế quản. Nhóm thực phẩm giàu vitamin C được đánh giá là tốt cho phổi. Theo các chuyên gia, chỉ nên ăn hoặc dùng các loại thực phẩm, thuốc bổ sung vitamin C vào buổi sáng và hạn chế sử dụng sau chiều tối. 3. Thực phẩm giàu omega 3. Omega 3 là một axit béo không no tốt cho sức khỏe mà bạn nên bổ sung mỗi ngày. Đối với sức khỏe của phổi, Omega 3 giúp giảm nhẹ các triệu chứng và cải thiện bệnh hen suyễn. Ngoài ra, axit béo này cũng giúp tăng cường hoạt động của tim mạch, cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường trí nhớ. Các loại thức ăn bổ phổi dầu omega 3 trong thực đơn nên được ưu tiên như cá hồi, cá thu, các loại hạt, óc chó, hạnh nhân, hạt lanh, dầu ô liu, hàu. 4. Nhóm thực phẩm giàu caroten nhóm thực phẩm giàu caroten là câu trả lời tiếp theo nếu bạn vẫn phân vân không biết đâu là thực phẩm bổ phổi nên sử dụng theo các chuyên gia về sức khỏe các thức ăn có chứa hàm lượng cao caroten được khuyến khích sử dụng để bảo vệ sức khỏe phổi phòng ung thư hen xuyễn vì caroten có tác dụng chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tình trạng ung thư phổi có thể xảy ra bảo vệ niêm mạc đường hô hấp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể từ đó giúp ngăn chặn sự tấn công của các vi khuẩn tới hệ thống hô hấp gây tác động tiêu cực cho lá phổi. Các thức ăn, thực phẩm giàu caroten tốt cho phổi gồm có cà rốt, cà chua, cải son, đậu Hà Lan. năm, Gừng Để nâng cao sức khỏe cho lá phổi cũng như hệ thống tim mạch, bạn có thể kết hợp sử dụng gừng trong các nhóm ăn. Khi được sử dụng hợp lý, gừng có tác dụng giảm viêm, đào thải độc tố từ phổi. Người gặp tình trạng tắc nghẽn phổi cũng có thể sử dụng gừng để quá trình hô hấp trở nên thuận lợi hơn. 6. Tỏi. Trong tỏi có chứa hàm lượng chất hoạt tính alicin với tác dụng giảm viêm, chống khuẩn tốt cho phổi. Cùng với đó, tỏi cũng có tính chất chống oxy hóa với khả năng loại bỏ các gốc tự do, phòng ngừa ung thư phổi hiệu quả. Do đó, nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe lá phổi hoặc giảm các triệu chứng hen có thể bổ sung loại gia vị này vào chế độ ăn hàng ngày. 7. Các nhóm thực phẩm khác Thực phẩm giàu magie như bơ, chuối, măng tây giúp tăng thể tích phổi, cải thiện lượng oxy được lưu thông cho hệ hô hấp. Các loại quả mọng như mâm xôi, việt quất, dâu tây với thành phần flavonoid zeaxanthin, lutein với tác dụng đẩy lùi mầm bệnh gây ung thư phổi, tốt cho bệnh nhân bị hen suyễn. Trà xanh đóng vai trò giảm viêm, đẩy lùi độc tố và làm chậm các quá trình dị ứng trong cơ thể. Nhóm thực phẩm giàu vitamin B9 như đậu, nấm, thịt, dứa, gan động vật. Những thực phẩm tốt cho gan nên bổ sung hàng ngày. 1. Hạnh nhân Sở dĩ nói hạnh nhân là một trong những thực phẩm tốt cho gan là vì nó rất giàu vitamin E giúp cơ thể chống lại gan nhiễm mỡ. Không những thế, hạnh nhân còn rất tốt cho tim mạch của con người. Vì thế, mỗi ngày ăn vài hạt hạnh nhân hoặc món ăn từ hạnh nhân sẽ giúp cải thiện tốt cho chức năng gan và tim mạch. 2. Trà xanh Trà xanh có chứa nhiều loại chất chống oxy hóa là catechin. Loại chất này có tác dụng chống lại một số bệnh ung thư, trong đó có cả ung thư gan. Vì thế, mỗi ngày chúng ta nên thưởng thức một ly trà để cơ thể có cơ hội hấp thụ nhiều hơn chất catechin. 3. Quả bơ. Bơ rất giàu vitamin E, C cùng g glutathione. Vitamin C và E với cách thức hoạt động giống như chất chống oxy hóa trung hòa gốc tự do và bảo vệ các tế bào gan không bị hư hại. Chẳng những thế, Loại quả này còn chứa vitamin E và K giúp làm sạch chất độc trong gan, chống viêm, điều chỉnh lượng cholesterol trong cơ thể. Vì thế mỗi ngày ăn 3 đến 4 quả bơ cũng rất tốt cho gan. 4. Cá béo. Cá béo là một loại thực phẩm tốt cho gan, là sự thay thế thịt một cách tuyệt vời. Cá còn có rất nhiều lợi ích với gan, đặc biệt là các loại cá béo. Điển hình cho nhóm cá béo chính là cá hồi. Loại cá này giúp làm giảm chỉ số BMI Dầu axit béo omega 3 nên rất tốt cho hệ tim mạch và não bộ. Không những thế, nếu mỗi tuần tiêu thụ cá béo trên 2 lần sẽ giảm lipid máu rất tốt. 5. Atiso Các dưỡng chất có trong atiso đóng vai trò không nhỏ trong việc đào thải và ngăn ngừa độc tố. Không những vậy, atiso còn có thể cải thiện thị lực, giảm nguy cơ đối với bệnh viêm loét dạ dày và tim mạch. Uống trà atiso hàng ngày giúp loại bỏ độc tố ra khỏi gan. 6. Sữa chua Sữa chua vốn là men vi sinh nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Khi đi vào cơ thể, chế phẩm sinh học này sẽ nhanh chóng làm giảm tổn thương gan, điều chỉnh chất béo và giảm mỡ cho gan. Trên đây là những thức ăn, vị thuốc trong dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.